Đi theo xác minh nhà của chú Kiệt coi chú có nói đúng sự thật không. Thì nãy giờ qua câu chuyện thì chú cứ nói lòng vòng hoài à. Linh tinh quá à. Nó không có vô khớp. Mà em nói bây giờ em giải thích cho chú nghe mà em nói đúng không anh? Đúng rồi. Mà chú nói thế điều em nói anh nha. Mỗi một người bán cái số đúng không? Thì ai cũng có cọc với giò hết. Thì đúng rồi, với giò cái đó là cái đầu nghề của mình bán số đúng rồi đó. Mà chú nói là chú chuyển cho người ta hết đem theo chứ. Ví dụ bữa nay mình lấy số mà bữa nay mình kẹt công chuyện thì mình chuyển cái số thôi. Còn cái giấy giò để lại chứ đâu có đưa người ta làm gì. Ai cũng có giấy giò. Ta cũng có sẵn rồi. Mà giấy giò thì giống nhau chứ đâu khác nhau chỗ nào đâu. Mà chú nói là khác đầu cùi là chú, nếu mà chú bán với số, thứ nhất là phải có cái cùi giò, cái sổ giò số á. Rồi chú nói chú đưa ai giữ? Bạn. Không có bạn chú, cái đó đâu có gì phải đưa cho bạn giữ chú. Giấy số nó tôi với nó đưa hết tăng luôn. Chú ơi, ví dụ con nói chú nè, ví dụ bữa nay chú lỡ luôn chú lấy rồi, để con phân tích nha. Chú lấy số rồi thì bữa nay chú không bán thì chú chỉ chú đưa số thôi, còn cái cùi số chú phải giữ lại cái cọc số, cái để mà cuốn sổ mà để vào số á là chú phải có đưa nó gì, tại vì mỗi một người nào bán là có một cọc riêng, cái tờ giò riêng, nên cái đó là chú không cần phải đưa. Dạ con biết rồi, nhưng mà chú bán số ví dụ dùm dòng mấy quán này chú cũng phải bán chứ. Ông bán số mà đâu? Bán đâm Miệt Thế An á. Gặp bà Sự rồi. Mà con nói chú nè, thật sự ở khu vực của mình đây, chú ở đây phải không? Chú bán ít nhiều cũng phải bán. Mấy quán cà phê người ta là có người ta là dùm dòng đâu phải bán dù. Đi ra cũng phải đi bán chứ làm sao mà ở khu vực này không có ai nói là chú bán số hết, mà không ai biết chú luôn. Phải mà nghe người ta nói là mình phải tin, thì tiếng làm việc là đó, giờ tai nghe và mắt thấy thì tiếng mới tin nha. Thì bây giờ uống cà phê đi, thì chút xíu nữa con sẽ với chú vô nhà trọ hỏi ông chủ nhà trọ đó như thế nào, chú ở đây bao nhiêu lâu, có bán vô số không nha chú. Rồi chú giới thiệu chú tên gì tất hết luôn. Ở nhà trọ của thôi nói nhà trọ được rồi. Là tôi bao nhiêu tuổi chú? 71 tuổi thìn. Dạ 71 tuổi thìn. Đó thì mấy anh em muốn làm rõ sự việc này thì sẽ mời tất cả cô chú anh em hãy theo chân mấy anh em để đi vô nhà trọ hỏi thăm chủ nhà trọ này, chú sống đây bao nhiêu lâu rồi, chú nói là chú sống ở đây bao lâu? Nhưng bây giờ chú nói không nhớ là bao lâu mới được. Bao nhiêu năm? Năm năm. Rồi trong khoảng thời gian 5 năm trước chú ở đâu? Ở nhà trọ. Nhà trọ Bình Thủy. Mới về đây là 5 năm ha. Đậu chạy á, không chính xác chứ cỡ 5 năm. Không thì nói gì được rồi. Cái người phụ nữ đó mà nói chú là có gia đình là đúng như vậy không chú? Phụ nữ gặp tôi gặp từ dưới. Bây giờ con nói chú vậy nè, mấy anh em con đến đây á thì đã đến đây rồi, thì chú có cái gì chú nói thiệt thì con mới giúp chú. Chứ vừa cho bây giờ chú giấu con cũng biết, tại khi mà kênh của con đăng lên cả thế giới thấy nên chú nó giấu cũng không được. Thì nói chung là con cũng không có biết chú nói thật hay nói giả, con cũng chưa tin ai hết. Thì hôm nay mấy em xuống đây xác minh thì nên chú có cái gì chú nói cho con đi. Bây giờ bảo đảm lập mình bàn kiếm. Nếu mà tới giờ mà hội đó ha, mà có vợ con lại phá và tụi thì mấy anh thầy lên kính con thì con có làm cái tờ cam kết chú ký tên vô rồi, nên con tin tưởng chú, tại vì chú lớn tuổi hồi xưa đâu có giấy kết hôn đúng không, nên con cũng không có cầu cái giấy đó, tại vì chú nói là chú không có vợ, dù cho chú có vợ đi nữa thì cái tuổi của chú hồi xưa đâu có ai mà làm giấy kết hôn đâu đó. Chú ra đây được ngồi đợi không lâu chưa? Đợi hồi bấm điện đợi gần 8 giờ chứ chưa được. Chú nói chú biết cái cầu điện thì không biết ở đâu, con không biết chứ ha, tại vì con đi khắp xứ mà ta. Tôi ngồi đây là cái dây cho cái hướng chú chạy vô là thấy, giờ chú không thấy chú chạy chết chạy ra. Con nói thật chú nãy là con thấy chú rồi, thì con đi xác minh ở Đẳng á, còn con không nói thiệt luôn. Chú nói đi bán số mà ở Đẳng mấy quán này không ai biết chú là sao chú?
Dạ con biết rồi, nhưng mà chú bán số ví dụ dùm dòng mấy quán này chú cũng phải bán chứ. Bán là chọc xe chạy. Ông bán số ông bán ở đâu? Bán ở đâu Miệt Thế An á. Gặp bà Sự rồi. Mà con nói chú nè, thật sự vậy chú ở khu vực của mình đây. Chú ở đây phải không? Chú bán ít nhiều cũng phải bán. Mấy quán cà phê người ta là có người ta là dùm dòng đâu phải bán dù. Đi ra cũng phải đi bán chứ làm sao mà ở khu vực này không có ai nói là chú bán số hết mà không ai biết chú luôn. Cả chủ quán ở đây mà còn không biết chú nữa mà là con cái đó là chú nói thiệt đi chứ bây giờ chú ở sát đây phải không? Cái quán ở đây quán phê thì cũng có người ăn uống cà phê. Đó, thì chú cũng phải ghé vô phải mời. Đúng rồi, phải mời mà này chú nói là chú có bán mà hỏi quán cà phê đẳng người ta không biết mặt chú cũng không biết chú đâu, không có đi vô. Nhà trọ, nhà trọ nha chú phòng dẫn nhà trọ. Kêu một tiếng số chủ nhà trọ nè. Chứ nếu mà bán số chú ở đây là ai cũng phải biết chân. Thật sự là đó giờ là thôi bán cái số là khu vực mình ở là ai cũng biết chú là làm cái nghề này. Còn là không xác minh rõ thì bây giờ chưa có mời thiệp, chưa có đặt bàn nên con phải xác minh là cái nữa. Tại vì tiền của cô tụi con bỏ ra, hai nữa là cái uy tín của cô tụi con không có làm bậy như vậy được. Ví dụ nó ảnh hưởng hết trơn chứ đúng rồi, ảnh hưởng chú, ảnh hưởng cô kia, ảnh hưởng tới con, mà con là người nặng nhất đó, con là chịu ảnh hưởng nặng nhất, chú đại diện trách nhiệm mà. Dạ nên con phải xác minh lại cái nữa. Cái điện thoại này là coi đó, coi chơi ví dụ như nó xảy ra cái ông bao bưởi như cái ông bảy bảy cũng phải có hay ho gì đâu. Thì đó, con muốn làm rõ hơn để con ngăn chặn lại từ đầu, chứ không thể nào để cho cái bữa giờ diễn ra cái đám thì lại có cái chuyện xảy ra không hay đó. Rồi sau khi đó rồi chú về chú ở một hai bữa rồi lại chia tay nữa, cái điều đó con càng không thích. Cái gì nó rõ ràng cái bữa ban đầu hả chú, thấy không, để trở về sau nó có chuyện gì xảy ra là ảnh hưởng đến nguyên cái tập thể của tụi con, chứ không phải là một mình của tôi, một người hai người. Nên cái việc này không phải dám chơi chú. Chú quen bộ bịch ngoài đường thì nó đơn giản muốn ở ổng thôi thôi. Còn cái này tụi con làm mai cho chú, kết nối là cho chú à, cả thế giới đều thấy, chứ không phải là chú quen người đó chỉ có hai cô chú biết thôi. Là không sao, chú muốn quen như nào quen, chú muốn thôi nào thôi, chuyện nó đơn giản. Tâm gì cô chú nghĩ đi, cộng đồng mạng ta bỏ tiền ra ta làm đám cưới cho chú mà rút chuột. Chú ở rồi được 5-10 bữa rồi, bây giờ quay ra chú thôi rồi phụ lòng ta không? Thầy chú là hôm ngày mấy ngày nay là khi con đăng cái clip lên để mà định ngày đám cưới đó là có rất nhiều cô chú thương là tính đi dự luôn, ở ngoài tốt ở ngoài khỏi Tây Ninh khỏe á, mà ta bao xe vô đi dự đám cưới của chú đó, là chú thấy người ta thương cái nào không đó. Chứ phần người ta là thương mấy anh em để giúp đỡ cho cô chú chú, mà con nghe tình hình là chú là thấy mệt quá chút mình nữa đó, sáu mình rồi đó, mà chú thầy còn đi bán số không? Rồi chú đi bán vậy rồi sao vòng vòng? Con bây giờ con nói hiện chú trong đầu con hiện giờ là xuống đây khi mà tự giờ con xác minh đó, 90% là không tin rồi đúng không? Đúng không anh? Thuốc ra ngoài chợ ha. Chủ nhà tại đây mà còn không biết chú mặt chú rồi nè. Thứ nhất không biết mặt chú, thứ hai nữa chú đi ra được bán số không? Thì ra đây thì anh này là không phải biết chú. Đặt anh này ở đây trước cửa nhà trọ ở đây mà còn không biết nữa. Phải không biết cái con có thầy chú ơi, con đi làm cái ngày thiện nguyện lúc trước con lại chưa ai gạt con qua mắt được con chú đó, chưa bao giờ, con khẳng định điều đó luôn. Tôi với chú là tôi lãnh trách nhiệm đó, tôi chịu á, xảy ra cái thằng đó là nó gạt em là 30 mấy triệu mà nó gạt không được, nó bị gãy chứ thôi, đi làm bị gãy xương sống, gãy hết 3 khúc, giò gãy có giò gãy thiệt, mỏi mỏi lành rồi mà nó băng cái mặt vàng mà đó, bị chặt khớp quá gần thịt lại đó, nó làm một chỗ mình đi đây cũng tin xíu em đang làm chuyện, không lẽ mình đi giật cái lưng cho coi vậy đó, mà em hỏi từ câu ngày chút tôi chút cái số tiền em khán giả gửi về cho chữ chúng ta em cũng chưa, bữa nay em hỏi chút, mai em hỏi chút, hỏi một hồi mẹ nó tào lao bất giác rồi mau luôn, rồi anh ngồi anh đợi đi, em hỏi thử hôm nay xương sống mình gãy mạnh ngồi dựa gì được không mà cái em hỏi thử một câu, bây giờ cái nhóm anh dành dựa vô chắc anh ngồi đi không thôi được, cứ không
Vậy là nó sống anh nhúng chút nhẹ một cái là nó đau anh miếu rồi. Chứ đừng nói chị rồi mà hồi nằm ở đây ngồi ra sao nằm nó ổn sao đi được. Cháu nó cái giờ đúng rồi chứ thiệt luôn. Đưa cho thằng bạn nó quẩy tao chứ đâu phải mà nói là đơn giản cái kêu gọi cái đưa đồ đầu người mình buôn bán mà sao đưa ai quẩy thì giấy dò giấy đồ thì ngày nào cũng phải có thôi. Sao chú đi bán số mà chú đưa đồ ngày cho bạn giữ là sao chú? Nó quẩy đi bán. Hai đứa đi chung. Hai đứa đi chung mà. Hai số phải có thùng dò được hết chứ không phải 10 ngày từng lễ giùm tôi chứ. Để nghỉ à, nghỉ rồi tôi định sửa giao nó chân vừa vé số vừa cùi giao nó luôn. Chú nói lại sao giờ chú nói lại cho con bây giờ hỏi chú nếu mà chú bán vé số thứ nhất là phải có cái cùi giò cái sổ giò số á rồi chú nói chú đưa ai giữ bạn không có bạn chú cái đó đâu có gì phải đưa cho bạn giữ chú vé số nó tôi với nó đưa hết tên luôn. Rồi chú ơi thí dụ con nói chú nè thí dụ bữa nay chú lỡ luôn chú lấy rồi để con phân tích nha. Chú lấy số rồi thì bữa nay chú không bán thì chú chỉ chú đưa số thôi còn cái cùi số chú phải giữ lại để cọc số cái để mà cuốn sổ mà để vào số á là chú phải có đưa nó gì tại vì mỗi một người nào bán là có một cọc riêng cái tờ giò riêng nên cái đó là chú không cần phải đưa còn chú nói chú đưa hết là không đúng đưa đằng cho nó bán lên nó giò luôn đó. Trời ơi con nói chú mà chú không hiểu vậy thì bạn chú bán số mỗi một người có một cái để cái giấy dò cái cọc giấy số á từng này qua từng kia người ta có riêng thì bây giờ bữa nay chú không bán thì chú chuyển giấy số cho người đó thôi còn mà cái cọc đó đưa làm chi ai cũng có bán ai cũng có mỗi một cái giò mà chú rồi chú nói vậy là phải nhưng mà hai cái khổ phần một thằng kia thì cái cùi kia nó bán rồi cái cùi tôi thì thằng đó nó bán rồi để con nói cho chú nghe ha chú nói hai khổ phần ở đây con giải thích luôn tại vì một ngày này có ghi sổ hai đại ba đại thì ai cũng phải có hết cái giấy dò đó ai cũng phải có hết chứ không có khác nhau giống nhau chú nói hồi chú lợi cái tùm lum tùm la chân rồi không phải như vậy nè giấy dò là giờ cho 20 người bán nó cũng là một tờ trong ngày đó sổ không có khác chú thí dụ như tôi một cùi một cọc dò đó rồi thằng kia cũng con cùi cọc giò đúng rồi đó nhưng mà cái chuyện rồi tôi truyền cái cọc số đó là tôi truyền luôn cái không phải một thằng đó mà cái thằng này nó để con tắt nghĩa chưa chú nghe nè cái số bữa nay chú bán là chiều nó mới sổ không liên can gì tới với giò người chú đem theo cái giò là cái giò ngày mai đại sổ rồi đó người ta mua hôm qua đó bữa nay chú đem lại cho người ta giò là ai cũng giống nhau hết chú hiểu không không ai khác nhau hết tại vì số như thế chỉ bữa nay số Cần Thơ đúng không ngày qua sổ số Cần Thơ thì người ta đem giấy Cần Thơ có giấy dò Cần Thơ rồi là mấy một tuần trước đó nó đều giống nhau không khác nhau ở điểm nào hết chú nói vậy là đúng nhưng mà tôi giải nghĩa lại cho chú nghe vậy nè tôi không có nói mà chớ đâu là vì một cái cọc dò đó nó tới cả tháng chứ không phải đúng là rồi, ba bữa rồi đó. Rồi Phan con hiểu rồi chú có một cái cọc giò cả tháng thì anh kia cũng có cọc giò tháng tại vì hai người bán số đều bán số giống nhau chú nói con nói chú hiểu không đồng ý biết rồi nhưng mà không ai khác nhau hết đồng ý chú nói đồng ý nhưng mà tôi nói cho chú biết cái nguyên nhân vậy nè cái thằng ba cái cọc số tôi nó lấy cái cùi số đó là cái cùi số của nó là không có cái thằng bác nó không có nó lấy số vậy là cùi giò tôi nó đi luôn đây nè để con nói cho chú không có hiểu á chú không có nè không hiểu con đang hiểu gành cái gì với số biết rằng chú lấy số khác nhau đầu khác nhau nhưng mà ngày mai chiều nay mới sổ đâu có cần phải với giò chú với giò là giò ngày hôm qua là người ta trúng ngày hôm qua bữa nay người ta mới giò chú hiểu không còn cái gì với số đúng là với số mỗi người lấy khác nhau nên bán tới chiều nay người ta mới giò chú không liên can gì tới với giò hết chú hiểu không không có liên can gan người tới với giò hết chú ơi chú nghe chú nói lại nè nha cái thằng nó xách cái cọc số của tôi đó nó xách cái cùi luôn cho cái người mà mua 3-4 bữa trước đó người ta dò thì con đã biết cái điều đó đã nói nếu mà chú kia anh kia cũng đi chú kia cũng là đi bán số như chú đúng không thì ai cũng có cái dò đó hết chú ơi không cái thằng mà bán á thì nó bán của nó riêng còn cái thằng này bạn bè là nó xách cái cùi số chứ cái cùi dò
độc thân của mình tôi à. Bây giờ con hỏi đây nè anh bây giờ cho anh bây chút xíu nè, không có gì hết. Bây giờ anh chú nói gì anh nghĩ rồi coi sao đúng không? À, này ông nói này thấy nãy giờ nghe thấy linh tinh quá à. Nói không có vô khớp. Mà em nói bây giờ em giải thích cho chú nghe mà em nói đúng không anh? Đúng rồi. À, mà chú nói thí dụ em nói anh nha, mỗi một người bán cái số đúng không? Thì ai cũng có cọc với giò hết. Thì đúng rồi, với giò cái đó là cái đầu nghề của mình bán số đúng rồi đấy. Mà chú nói là chú chuyển cho người ta hết đem theo chứ. Ví dụ bữa nay mình lấy số mà bữa nay mình kẹt công chuyện thì mình chuyển cái số thôi. Còn cái giấy giò để lại chứ đâu có đưa người ta làm gì. Ai cũng có giấy giò. Ta cũng có sẵn rồi. Mà giấy giò thì giống nhau chứ đâu khác nhau chỗ nào đâu. Mà chú nói là khác đầu cùi là chú. Sao khác? Ờ sao khác được? Khác giấy giò sao khác được? Tôi không có phạt giấy. Cái thằng mà nó xắt cái cọc giấy số tôi đó. Chú ơi, thật sự ra mà nói con ở đây con hiểu rất hiểu gần vậy. Con từng đi hỗ trợ người ta đi bán số chú. Con từng hỗ trợ và những người đi mua số như anh này người ta cũng vẫn biết. Tại vì giấy giò là chung, một ngày đó sổ với tới hai đài thì chung một ngày đó. Đúng không? Còn với để chú bữa nay lấy số thì số khác, đúng là đầu cùi khác nhưng mà chú đâu cần phải chuyển giấy tờ với giấy giò. Vậy thì bữa nay chú kẹp chuyện tờ nói anh ơi anh bán tôi bán giúp tôi cọc số này thì được. Còn chú nói chú chuyển nguyên cái mà giấy giò cho người ta là chi? Ai bán là cũng phải có hết chú đâu, chú nói gì là sai. Mấy chú nói là tôi đồng ý rồi. Nhưng mà cái thằng bán giấy xúc cho tôi đó là nó không có bát, nó không có cặp và giò. Nó coi như mà chú bây giờ chú bán đi số không bán thôi chú nói dốc chị. Mẹ con nói chú nghe chung là toàn con là tiên chú thôi. Tiên chú mới nói chú tôi nói cho chú nghe nè, chứ con đi con sắp xếp. Vậy chú không bán số cũng bình thường đâu gì đâu. Ý con nói chú ở đây á, tại vì bây giờ chú không bán cái số cũng không có sao. Mà ý con xác minh ở đây á là chú có vợ có con hay không. Rồi buổi mới nãy chú nói là thằng bán cái số chung đúng không? Giác này chú nói thằng đó không có bán cái số mà cái thằng không bán sáng mà chú kêu nó bán ai bán. Chú có nói nó sai một nữa. Sai nha. Một khoe nhau. Đó chú nói đã là thằng không phải thằng bán số. Nhưng mà nó không có bán số của nó. Rồi thôi bây giờ nếu mà ngồi đây chú nói là chú có không hiểu mà chú cũng cãi thì thôi bây giờ chú điện thoại cho chú anh thoại đó cho đi. Thằng đó đi. Rồi bây giờ chú điện thoại cho anh đó lại đây đi. Bao nhiêu tiền con trả luôn. Đúng rồi. Cắt tóc bữa nay bao nhiêu con trả hết. Chú nói gì chú gửi cho nói lại đính chính luôn đi. Rồi đính chính luôn. Rồi chú được về chú móc số số thoại điện cho nó đi rồi. Bây giờ từ đó chạy về đây bao nhiêu tiền. Nha. Hả? Ông mua hết luôn cho. Ông mua hết luôn. Vậy là khỏe luôn, khỏe ăn kia luôn vậy mà thôi nữa. Được. Nhưng mà tôi không có số điện á mới chết tôi. Sao kỳ chú? Chú ơi, cái này là chú càng nói thì chú càng đi sâu vào chú nói dốc thêm. Tại sao bạn bè đi làm ăn chung mà không có số? Không có đi số điện thoại. Cái đó là một cái điểm là để lòi ra cái sự không thật lòng của chú. Chú nói càng nói thì sự lòi ra là nó rất là không thật lòng ở đây. Tụi con hỏi chú vài câu là con biết chú là như thế nào, con thật sự chú á. Con từng hỗ trợ những người đi bán cái số. Là con biết cái nghề bán số có bao nhiêu giấy tờ gì trong ngày đó là số sổ đại nào con nắm rõ luôn. Nên chú nói từ giờ nó đảo tới rồi lui thật không thật lòng. Con nói thật, chú nói thật đi, chú đừng có cứ cãi con nữa. Con đi làm nghề này, à, con xác minh là đã con bữa nãy, con chạy ngang đó. Thật sự con đã thấy con chú rồi, nhưng con chạy hút lại mấy cái quán nặng. Thì hỏi chú là ở đây người ta không biết chú, cái nhất. Cái thứ hai là chú không có bán số, tại sao? Khi mà chú bán số ở nhà trọ mình, thì những cái quán cà phê đây đều ai cũng biết chú. Thì chú bán số thì gặp khách phải mời. Nhưng mà anh chủ nhà ở đây trước cửa nhà trọ chú mà còn không biết chú nữa. Thôi bây giờ về đây. Chú nói thiệt đi, con không có nói gì cho nghe. Chú nói thiệt rồi đó. Mà mấy chú không tin thì sao bây giờ mấy chú sắp xếp cái chuyện làm của mấy chú đây. Nói mà rồi. Sao? Chú lại đặt chú xác minh cái nhà trọ lại ở đây. Rồi. Nói về chú mấy chú tin á. Không, con phải thấy xác minh cái nữa. Mấy chú tin á. Mấy chú cho vô bà tiếng hộ. Thì đúng rồi, chừng nào tin thì con mới mà cái vụ này còn qua thông qua của cô Nguyễn nữa chứ không phải là quyền của con, tại vì con Nguyễn ở với chú. Quyền quyết định là do cô Nguyễn, còn con là không quyết định được. Con muốn ở đây là xác minh cho nó rõ ràng hơn. Còn nếu mà không tin tưởng được á thì chú với con Nguyễn xù bỏ tôi cũng không nói. Thì cái chuyện đó dĩ nhiên rồi, mà con phải đính chính là sự thật nó ra thế nào thôi. Tiến tới để bảo vệ cái tuổi già thì tiến tới.
nhắc chứ chú không tuyệt tình làm sao bảo vệ được. À, còn mấy thôi thì cũng được mà họ tu hồi đầu mùa tới giờ thì không có yêu cầu khiếu nại cái đời sống. Khiếu nại cái gì chú đã tụi con bỏ tiền ra làm đám cho chú mà chú có cái gì để khiếu nại chứ đâu phải chú đưa tiền con hàng chục triệu chú khiếu nại con này chú đâu có đồng bạc nào đâu mà khiếu nại con. Tụi con thương chú nè, cái thứ nhất nè để con kể cho chú nghe luôn là khi mà lên hình con á, chú nói chuyện nhỏ nhẹ hay là cái cách ăn nói chú đó, sau khi xuống clip rồi mà con cho số chú với con Nguyễn là con Nguyễn nói là chú nói khác, thao thao bất thiệt, chú đòi hỏi đủ thứ hết đó, là không giống nhau ở trên cái video đó. Con Nguyễn tâm thử con hết trơn rồi đó, thì con nói chung ra là con thương, rất là thương chú luôn, nhưng mà chú đừng bao giờ nói dốc với tụi anh em con. Đó, cái gì chú nói thiệt đi là con không có nói gì hết trơn á. Bây giờ tôi gì chú nói thiệt đi rồi. Chú nói như vậy đó là nếu tôi ở sống với tụi như mấy chú được thì cũng sao, còn nếu mà mấy chú không tin tưởng thì thôi tôi bay tuốt về Phụng Hiệp Sóc Trăng luôn. Cái đó con không có quyền ép chú phải sống ở đâu, đó là quyền cá nhân của chú. Mà nhưng là con ở đây con muốn xác minh là nó rõ hơn để con tác hợp lại cho cô chú. Nhưng mà chú từ giờ nói vòng vo quá, không có câu nào thật hết. Thì để con đăng cái clip này lên nè, khán giả vô bình luận coi chú nói đúng hay nói sai. Thiệt thì khán giả là khán giả nhìn cũng biết luôn. Bây giờ hà chú không nói giờ chú không có bán vé số, chú ở đây ở không hay làm gì đó. Thì đại khái tụi con về để cái cách để cho chú có thể được mưu sinh. Để chú làm này để với cô Nguyễn để hợp tác nhau để làm công chuyện. Còn này cái vụ bán vé số mà nãy giờ chú kể câu chuyện nó hời hợt chỉ rằng luôn. Nó đâu chứ đâu chứ. Cái những câu nói của chú là con muốn giúp đỡ cho chú thôi. Con nói thiệt chú nè, cái những câu nói của chú từ giờ á là nó không có trùng khớp cái nào hết trơn. Không trùng khớp cái nào hết trơn. Con là đi làm ngày này ít nhất là con phải 3 năm mà chú. Nên con hỏi vài câu là người đó thật hay giả là con có thể được nhìn được là nó chuyện nó bao nhiêu phần trăm trong đó rồi. Thôi bây giờ cái sự mà sắp xếp cái chuyện làm của mấy chú cũng đã dành rồi. Thôi bây giờ lại dặn chú xác minh. Rồi bây giờ chú ngồi đây đi, chú khỏi cần đi. Tụi con mình tụi con đi à. Rồi. Không tin tưởng thì sao. Dạ. Chú ngồi đây đi. Rồi người bạn của chú đó là ở chung trọ luôn hay gì? Chung một trọ. Chú nói một hồi nó tè le hạt chân rồi. Ở đây là có mình à. Tôi dẫn chú ơi, con khuyên chú nè, bây giờ con khuyên chú ha. Tụi con là nhỏ tuổi nên cái đường đời của con á, bước ra đời á, là con đi khắp xứ hết trơn rồi. Con rất là thương những cái hoàn cảnh như chú, già cả như chú. Nhưng chú cũng đã lớn tuổi rồi nhưng chú phải nói thiệt đi, tụi con không bao giờ nói gì hết. Tụi con muốn biết cho rõ hơn, thí dụ chú khổ cỡ nào tụi con sẵn sàng giúp chú luôn, chứ không phải đi xác minh ở đây để mà làm gì. Mà nhưng muốn kết nói cho chú và con Nguyễn thì con phải xác minh cho rõ hơn. Còn cái chuyện mà chú làm nghề gì á thì con xác minh cho rõ hơn, chứ con cũng không có nói gì hết. Nên chú nói thiệt đi chứ chú đừng có nói vòng vòng hoài. Trời ơi, con chú nói từ giờ không có nó đúng giờ đâu, sống không biết sống ở đâu. Sống ở đâu vậy? Chú nói gì sao sống ở đâu là sao nữa? Nếu mà cái việc này mà không kết thúc được thì chú bỏ xứ này luôn về Sóc Trăng. Cái chuyện đi hay ở là cái quyền của chú chứ nói chị. Là chứ tụi con đâu có đâu. Là sao chú? Chú nói gì con, tụi con không hiểu. Nếu mà mấy chú sắp xếp được ở cái xứ này á. Đâu có cái chuyện mà ở được không ở thì cái đó là quyền của chú. Tụi con đâu sắp xếp được cái chỗ ở của chú. Nếu mà được là cái chú mà xảy ra như hai cái chú kia là tôi chịu trách nhiệm. Không có ai phá đâu. Giờ đi chống đi. Giờ đi mình cho nên chạy chống chú đi. Ừ. Rồi bây giờ thì anh em mình bắt đầu thì đi vào chỗ khu trọ của chú Kiệt ha. Thì xác minh nó sẽ tên gì ha. Chú Kiệt đi vô chỗ nhỏ tên gì con đi chống luôn đi. Đi ha. Rồi đi đi luôn đi. Đi đi chống luôn. Đi luôn. Mình cho cái mũi của đấy bạn. Giờ Lâm đi theo xác minh nhà của chú Kiệt coi chú có nói đúng sự thật không. Thì nãy giờ qua câu chuyện thì chú cứ nói lòng vòng hoài à. Lâm à. Tuổi đến giờ biết chú này.
hai nữa là không thấy chú bán số. Thì bây giờ để đi vô nhà trọ hỏi rõ hơn cái điều này thì vòng vòng nhà trọ có thể là biết chú bán số và cái anh chủ nhà trọ làm gì cũng phải biết chú làm gì chứ. Đúng không chú? Thì nói chung ra thì cái sự việc này xảy ra thật sự nó là không phải là tại mấy anh em đâu, tại vì mấy anh em cũng có hỏi chú rõ ràng rồi, chú cũng đã ký vào cái tờ cam kết. Những người lớn tuổi á, thật sự ra nói là hồi xưa mà để mà có vợ có chồng đó không ai làm việc kết hôn hết đó. Thì lại đây chú có ký vào cái tờ cam kết, nhưng mà cái cuộc điện thoại của người phụ nữ nói là chú có vợ có con. Thì đám cưới thì cũng mới định ngày thôi, thì cũng chưa có đặt bàn đặt chưa gì hết. Thì chú tiến muốn làm rõ hơn thì phải đi xuống xác minh một lần này để hiểu rõ hơn về chú. Thì tiến sẽ mời tất cả cô chú anh em về nhà trọ nha. Thì Lâm giải thích lại là câu chuyện của chú ha. Thì đi bán giấy số á, thì cũng phải có giấy dò mới đi bán được, chứ không có giấy dò sao mà bán. Mà chú nói chú đưa cho người ta, mà Lâm thì trước Lâm cũng đi bỏ mối giấy số nè, chiều là có giấy số, ai cũng phải có giấy dò để bên trong cuốn sổ chân. Thì thôi cô chú anh chị cùng theo chân Lâm tìm hiểu về ông chú 71 tuổi đi bán giấy số như thế nào nha, coi có đúng sự thật không. Cái bán kiếp luôn giờ tắt máy hết trơn.